Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt các nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành, lắng nghe các ý kiến đóng góp để có những định hướng, kế hoạch xây dựng và phát triển tủ sách Huế. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị. Dự án phát triển tủ sách Huế được hình thành từ năm 2020, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc lưu giữ và bảo tồn các giá trị của sách về Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, để tủ sách Huế ngày càng phát triển, đa dạng các đồ sách, đạt được mục tiêu gìn giữ văn hóa và nâng cao văn hóa đọc cho thế hệ trẻ trong thời đại số, lan tỏa đến nhiều độc giả trong và ngoài nước, thì cần sự kết nối và hợp tác của các nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành trong nước. Tại hội nghị, đại diện các nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành đã cùng chia sẻ về chủ đề hợp tác công tư trong việc xuất bản phẩm về Huế, những kinh nghiệm mô hình giới thiệu quảng bá đặc trưng văn hóa và con người xứ Huế thông qua tủ sách Huế nhằm đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của bạn đọc trong thời đại 4.0. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng ký kết biên bản ghi nhớ với nhà xuất bản Phụ nữ, nhà xuất bản Thải Hà, nhà xuất bản Thuần Hóa, nhà xuất bản Trẻ, công ty cổ phần sách Omega Việt Nam. Theo biên bản ghi nhớ này, các nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành sẽ phối hợp trong việc xuất bản phát hành các xuất bản phẩm tủ sách Huế và các xuất bản phẩm liên quan của tỉnh, phối hợp tổ chức các hội thảo hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực văn hóa đọc và xuất bản phù hợp với chức năng nhiệm vụ, đồng thời phối hợp cùng tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện các chương trình truyền thông, giới thiệu sách, quảng bá hình ảnh văn hóa con người Huế, cũng như tổ chức các hoạt động như triển lãm, giới thiệu sách, các chương trình thúc đẩy văn hóa đọc cộng đồng theo kế hoạch hàng năm.